là da nó sức đàn hồi kém, độ đàn hồi kém. Còn cái da bây giờ nó phình ra dài, độ đàn hồi nó kém, thì khi con hút xong nó có co lại được không hay nó lòng thòng? Có nghĩa lúc đó da con sẽ xấu. Mà đối với bác thì để một cái da xấu với một cái chân to như vậy thì bác chọn chân to chứ không chọn da xấu. Vì con chưa hình dung được cái chân nó xấu đâu. Nó xấu có nghĩa là sao? Nó lùng nhùng, nó cũng ra lùng nhùng, nó bị sơ sơ. Có nghĩa là nhìn cái da nó không smooth, nó không có trơn Nhưng mà lúc tru. đó mình tập thể dục nữa thì Nó mình không ăn có thua, xong không ăn thua. không Bây giờ bản thân về mà máu đun nó đã kém rồi, con còn đi hút nữa thì máu đun nó hư nữa. Cho nên tất cả những cái đó cứ cố gắng tập thể dục cho bác 3 tháng đi. Rồi qua này có còn lại, có khám lại, lúc đó sẽ ok cho con. chị được hút ở trên thôi. Đúng rồi, đùi cũng vậy, đùi chỉ hút đùi trong và hai cái bên hông một chút xíu, được không? Ừ. Tới những vùng nào mà hút nó làm cho con đẹp hơn thì bác sẽ làm. Còn cái vùng nào mà bác biết là cái đó cần cân nhắc hay là nó không đẹp hơn thì bác sẽ từ chối. Ok không? Còn